Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2023, tại Hà Nội, diễn ra buổi họp báo khởi động chương trình Hành trình bài ca sinh viên năm 2023. Chương trình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, giao Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Sinh viên Việt Nam là đơn vị thực hiện với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Hành trình bài ca sinh viên dành cho đối tượng là sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước và du học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Chủ đề năm nay của chương trình là Sống một đời có lãi, kêu gọi các bạn sinh viên lựa chọn một lối sống lành mạnh, một cuộc sống nhân văn, một mục tiêu sống trong sáng để mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. 50 tiết mục dự thi xuất sắc nhất vòng sơ khảo bình chọn online sẽ có cơ hội trình diễn tại vòng lưu diễn On Stage diễn ra tại 5 thành phố Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ để lựa chọn ra 8 tiết mục sẽ được biểu diễn tại đêm gala toàn quốc chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2023. Ban tổ chức mong rằng chương trình Hành trình bài ca sinh viên sẽ trở thành một sự kiện thường niên về âm nhạc uy tín dành cho sinh viên Việt Nam, nơi các bạn sinh viên có thể giao lưu, hội nhập và bộc lộ những tiềm năng âm nhạc, đồng thời quảng bá hình ảnh, thể hiện lòng tự hào về ngôi trường mình đang theo học, thể hiện những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng sinh viên toàn quốc.